vui lắm. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây có rất là nhiều cái câu thơ mà rất là lạ luôn. Chẳng hạn như là câu là nghèo tiền nghèo bạc chẳng sao, sợ nghèo tri thức khác nào bóng đêm. Ở bên đây thì có thêm câu là cái thân của tôi còn không giữ được thì làm sao tôi giữ được cái gì ở trên cái cõi đời này. Bên đây thêm một cái hai câu thơ nữa. Trước khi đưa tôi nằm vào trong cái quan tài đó thì hãy cho tôi được bấm một kiểu ảnh cuối cùng. Và qua cái câu này thì chúng ta có thể thấy rõ ràng chủ nhân của ngôi nhà này đó chính là một nhiếp ảnh gia. Và ngoài việc nhiếp ảnh gia thì những cái câu thơ nó mang nặng một cái tính chất thi nhân. Và không nói nhiều nữa thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của một nhiếp ảnh, một người có biệt danh là nhiếp ảnh gia Tắc Kè, đó là chú Hồ Ngon. Và đây là nhân vật của ngày hôm nay. Ngoài những cái biệt tài như là nhiếp ảnh, làm thơ thì chú còn có một cái biệt tài, đó là giả tiếng kêu của các con vật cũng như là giọng nói của các vùng miền. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chú lại có chia sẻ như thế này: chú có thể giả được giọng nói của miền Bắc, miền Trung, miền Nam và cả giọng của những người Hoa, người nước ngoài nói tiếng Việt. Tuy nhiên thì để thuyết phục chú nói thì đó là cả một vấn đề, vì chú nói là sợ mọi người cho rằng là mình giả tiếng thì nó sẽ có sự phân biệt nào đó. Đây là một cái thước phim chia sẻ những cái biệt tài, những cái tài năng của chú mang một cái tính đặc chất là giải trí. Và đây là chú Hồ Ngon, cô bác quý anh chị. Chú năm nay đã 70 tuổi rồi. Công việc chính của chú là đi sưu tầm những cái bức ảnh, đi làm du lịch nè, những cái tour du lịch ngắn hạn cho bà con ở miệt vườn ở xứ Cà Mau. Và trước khi chia sẻ thì Bùi Hồ chia sẻ thêm cô bác quý anh chị, chú có một cái tác phẩm có tên là Lão Nông, được chú chụp cách đây cũng khá là lâu và đặt giải Phi Áp hả chú ha? Quy chương bạc Phi Áp. Quy chương bạc Phi Áp. Và mình sẽ tạm gác cái công việc là tạm gác những cái tài năng, những cái công việc hiện thời, và bây giờ nghe chú giả giọng tất cả các con vật ha. Rồi con mời chú. Thì hồi đó giờ mình đúng là mình người nhiều chuyện nhất ở Bến Tre, nhiều chuyện nha. Chứ không phải lay thôi, nhưng mà cho nên mình cũng hồi nhỏ lớn thì mình rắn mắt chứ không gặp gì thì nhái. Nhái thì nó cũng hơi bị được. Mình có thể nhái khoảng mười mấy con gia súc cho cầm. Nhưng hiện bây giờ răng cỏ anh không còn nữa, cũng mất cũng khá khá nhiều con. Thì mình có cái thương hiệu là Tắc Kè. Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đăng để là nhà nhiếp ảnh Tắc Kè. Thì mình sẽ làm Tắc Kè kêu trước ha. Trước thì cho con xin phép con Hạ hỏi cái là năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi chú? Còn mấy tháng nữa là 70. Mấy tháng nữa là 70. Còn mấy tháng nữa giờ 69 mấy. Thì con cũng được biết thì chú giả giọng rất là nhiều thứ tiếng của các loài vật. Thì chú những cái tiếng nào mà nó giống nhất chú? Bây giờ nếu nói giống nhất thì nó cũng không, coi như là từng 80% nó lên thì nó có nhiều con. Dạ. Cho giống nhất thì mình cũng chưa chính xác. Bị có khi con này nó ho, con kia nó bệnh, nó kiểu khác kia đừng nói. Thì có cái thương hiệu là Tắc Kè. Có nghe đi đâu mà kêu Tắc Kè, kêu là mấy em mình giấu mình nha. Dạ. Người ta dòm nóc nhà tao biết. Dạ. Thầy chú làm sơ nghe. Dạ, không mời chú. Lấy bệnh miệng để nhiều khi nó văng nó miếng cái u đầu mấy đứa nữa. Chú vui lắm. Giống thiệt luôn á. Rồi ngoài ra này trăm luôn á chú. Trăm không? Chín mấy. Rồi ngoài ra còn có dê kêu nữa. Con dê con, con dê sồn sồn, dê già nữa. Dê con trước nè chú. Dê con ha, coi con nè. Còn dê sồn sồn như cỡ mấy cháu nó sung. Nó sung nó kêu lắm kìa. Còn dê già cỡ như chú trở lên nó kêu nổi, nó rặn không à. Nó muốn tiêu rồi. Dạ. Thì ngoài ra nhưng mà chú thích dê nào nhất? Dê sồn sồn. Dê sồn sồn. Chứ dê già mà ăn cũng không nổi, dê nhỏ cũng nhỏ lắm ha. Dạ.
rồi còn nữa nhiều con lắm. Thì con bò, hay con bò đi. Hay bệnh viện này để dân y tì nha. Nó cũng không giống lắm, nhưng cũng năm được năm mấy chục năm. Đó, rồi con chim mấy chim gì nó kêu. Đó, rồi, con chim là... chim không biết hồi đó kỵ đi vô Củ Chi á, thấy nó kêu mà giờ không thấy nó đâu á. Đó là chim xe sẻ quá chứ. Không biết không phải vậy đâu, con gì á, trong rừng á. Rồi có con cu nữa mà không biết cái hơi cũng biết còn kêu con chim mới đi kèm với con cu đọt cây á. Đó. Ờ, hay quá. Ừ. Rồi nó ráy á chú, nó ráy á, cu nó ráy con chú làm được không? Không có nhiều đấy. À. À, rồi cũng còn nhiều con nữa, thí dụ như con nhái bầu. Con nhái bầu kêu. Đấy, rồi, rồi con chó gì? Không biết chó đực chó cái nào không rành lắm. Thì chơi nét đó như vậy còn nhiều con nữa. À, chú có thể trổ tài hết hôm nay chú cháu mình có cơ hội gặp nhau cũng sau gần hơn 2 năm mà. Chú có thể trổ tài hết những cái con vật còn lại cho mọi người cùng biết. Ví dụ như con ếch. Rồi con heo nữa. Đó, lần chó chưa? Chó rồi chứ. Chó rồi hả? Rồi để nhớ nhiều quá không nhớ, rồi răng cỏ quá. Thường thường thấy sau một cái đám mưa lớn á thì trong một cái vườn cây hay là cái lúa gì đó là nó kêu hỗn hợp của nào là nhái, nào là ếch là chú làm chung luôn một rập được không? Để làm lẽ răng cỏ là không đạt yêu cầu. Trước đây thì tuổi trẻ là chú làm được, nhưng mà tuy nhiên thời điểm hiện tại là đến tuổi rồi, với mình không có vợ, không có luyện thứ nó không chính xác lắm. Hàng tiền đạo cũng đưa dần. À, đúng rồi. Cái cơ duyên. Chú còn những cái con khác nữa. Ví dụ như là con chuột. Dạ. Chuột là khó nhất á. Để con chuột mình muốn kêu phải có nước bọt này nhiều. Rồi thì kỳ đó thấy con chuột sao nó kêu mà nghe nó khó mà tập thử được. Sau này thì mình cũng mình nằm võng mình kêu có 2-3 chuột nó ló đầu ra. Tất nhiên là mình có hiệu quả rồi, có nghĩa là mình cũng như nó là chắc có đồng loại đây quá mà chục này tới 50-60 kg vậy. Nó kêu nè. Chục con gì đấy. Chục này là lúc nó kêu bạn tình hay là lúc nó bị... Không biết nữa, nó bị đàn áp gì không biết đủ thứ. Rồi sao giờ còn nhiều con nhưng mà cái răng mình nó mất cái hơi. Dạ. Ngoài ra thì chú còn là một trong những cái cây hài ở quê. Thậm chí là chú còn có thể gọi là giả giọng một số vùng miền và tiếng người Hoa nè, rồi tiếng của những người ngoại quốc mà nói chuyện tiếng Việt. Thì bây giờ chắc con muốn nhất là chú nói chuyện người ngoại quốc nói chuyện tiếng Việt như thế nào hả chú ha? Dạ, cái này cũng không biết hết chui nha. Dạ. Người ngoại quốc tôi đi vào Việt Nam, tôi thích Việt Nam lắm. Người Việt Nam rất là chân thật, nhiệt tình, tiếp đón, rất là nồng hậu. Tôi phái người Việt Nam, ok. Cái đó là người nước ngoài. Còn có lấy tiếng người qua thì cũng lực hay hồi đó ngồi ở bên kia ở lâu ở Việt Nam luôn. Hồi qua Việt Nam trời ơi đẹp quá trời quá lắc là ngồi ế luôn bên đây. Chú đi chú là người Trung Quốc, chú đi Việt Nam thì chú thích cảnh nào nhất? Chú có thể giới thiệu về Bến Tre của mình luôn. Ở Bến Tre ngồi thì có mấy cái điểm dùng quyện là cũng ngon lành lắm nha. Đặc biệt ở thành phố ở đó bán lồ ngon lành lắm, lồ biển mà giá rẻ lắm ạ. Giờ hiện bây giờ là Bến Tre mình đang ở Ủy ban Nhân dân tỉnh là đang khai thác về cái phía đông, đặc biệt là ở thành phố có con đường hòn ở đó là có cái mô hình con đường mòn Hồ Chí Minh trên biển nữa, đẹp lắm. Mấy kỳ rồi là cao tháng rồi là có tổ chức một tuần lễ văn hóa thể thao du lịch trên biển ở thành phố ạ. Ngồi có lý lo chơi mấy bữa ngon lắm, đẹp lắm. rất vui. Ủa, giọng Quảng Nam nha chú ha. Mình thông tin lại một lần nữa với lại tất cả các bạn, clip nào mang một cái tính chất giải trí, đây là giả giọng chứ không những cái phân biệt vùng miền gì hết, nên tất cả các bạn có thể là nghe để mà vui sau những giờ lao động mệt mỏi,
Tuy nhiên nó không một cái mang một cái tính chất nào gọi là phân biệt nha cô bác quý anh chị. Nếu như cô bác quý anh chị có thể xem vui, đây là chú Hồ Ngon cũng 70 tuổi rồi, nhờ những cái tính chất giải trí hài hước mà mặc dù là 70 nhưng mà tâm hồn của chú thì khoảng 44 mấy à, rất là yêu đời. Và đặc biệt là mình đã tiếp xúc với chú rất là nhiều lần, những lần khác nhau gặp gỡ chú thì nó mang một cái năng lượng tích cực khác nhau. Tí xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn được biết vì sao mình nói chú là một người trẻ trung yêu đời mặc dù là qua tuổi 70 rồi. Rồi bây giờ con mời chú ha. Thì đến đúng người giọng Quảng thì mình không biết cái tỉnh nào không phải là Quảng Nam hay vậy. Nhưng mà mình cũng học hỏi tại nhiều khi nó cũng sai, nó không đúng lắm. Thì mình nói cái thế này thôi, là không biết trúng đâu nha. Là tại nén ở ngoài đó là trời ơi chua chua nén lắm. Muốn có nước đé thì phải đi mua xe mới có nước đé, mua bỏi ngon bọt ống đẻ luôn hử. Thì giờ sơ chứ mình không biết trúng dùng miền nè. Thì cũng như Bùi Hồ nói thì bà con cũng thông cảm, không phải là mình ngoa tiếng. Ở đây cũng như là cái cuộc vui chơi thôi. Mong rằng quý vị cũng cảm thông cho Chứ cũng giọng Huế chút. Huế thì hồi trước mình cũng ồn Huế, em có món cơm hến đó nè. Mời khi nào mà các em ra ngoài đó dùng một món cơm hến đi chủ nhé. Chú đã đi cung đình Huế, với cung đình Huế có những gì hả chú Hằng? Cũng đi tùm lum nhưng mà đâu có nhớ hết. Trời ơi chú cho mà tối phải xuống đi thuyền đó. Mình nghe các em hát hát với mấy bạn hát của người Huế hay rất là hay. Mặc áo dài này còn mận trên nữa nghe, trời ơi đã lắm ấy. Ngoài ra thì con biết được rằng là chú có thể giả được cái giọng mà của người mà bị đau họng, ăn nước đá bị đau họng đúng không? Đó đau họng thì thế này, cái đó cái giọng nếu mình ăn mà đồ nóng nó khàn khàn kêu giờ tao nán ăn không được, nói không được nó đau đe đau có họng nè, càng càng nó có ra tiếng, trời ơi khó lắm cái đó, nó ra tiếng. Còn nhiều giọng nó dịu sức môi ngọng mà sức, nhưng mà sức môi nữa hả chú hả? Nhưng cũng là mình cũng nói lại mỗi người thì có một cái khuyến khí khác nhau. Tuy nhiên là như con đã nói từ ban đầu, nó chỉ mang tính chất giải trí thôi. Khuyến khí của cơ thể là do sự tạo hóa mà, thì họ cũng không bao giờ họ muốn như vậy, nhưng mà mình giải trí thôi. Thì mình cũng muốn chia sẻ một cái biệt tài của cái tài đây chú. Là một cái tài của cái chú tài năng. Thì ở đây cho mấy em nó yêu cầu là mình cũng mình cũng nhìn nói nhút hiếu vậy đó. Mấy người chất ngôi thì mà cái môi nhên không nhó thường thường, nếu mình đi ra thì mưa mà không ngẩn thận nước mưa nhả nhiều lắm đấy. Hay quá chú ơi. Chú có tập hay là nói theo một cái giọng của giống đặc trưng của một người nào không chú? Cũng như chú nói nãy là tại mình rắn mắt quá, gặp ai cái nháy thôi chứ mình không có chuyên về luyện, cho nên nãy nói là chỉ giống nhau khoảng chừng 60% thôi. Cái giọng của đặc trưng của miền Nam trước đây là như thế nào chú giọng đặc sản Nam Bộ á, chú có thể thì Nam Bộ thì mình nói thoải mái rồi đâu có gì đâu. Ở đây thì nó dụ ngoài Bắc thì nó về đây mình nói về đi đây chơi đã chút về đó thì nó cũng cái vùng miền nó khác nhau, cũng như có mấy anh em đố hỏi cho con mũi miền Nam, con mũi miền Trung, con mũi miền Bắc khác nhau nào, mình cũng đau đầu cúc ruột, mình thua ly cà phê đá mình giải thích. Thường ở miền Bắc nói là mũi đốt như vậy, con mũi có lửa phải không, còn miền Trung là mũi chích là mũi có kim, còn miền Nam con mũi nó cắn là phải có răng, nên qua con mũi nó khác nhau là như vậy. Mỗi con khác vậy đó. Cũng vui quá. Còn tiếng ông già thì ông già là ôi già cả rồi mấy đứa ơi, già có này mà nó rủ đi chơi tùm lum đi gì nổi. tiếng em bé chứ hơn già lâu có biết, giờ cũng biết trúng nha. Ông này á, cho con tiền đéo mày. Cái này càng nó không đúng, không giống. Dạ. Thôi bỏ đây đi ha. Chứ bị gì mình không có chuẩn bị, mấy đứa lên bất ngờ quá. Dạ. Phải làm nửa sĩ mới giống. Nó, theo cái độ tuổi á, nếu mà cách đây khoảng bao nhiêu năm là chú làm nó chuẩn nhất? Khoảng 10 năm. Răng cỏ nó còn đủ. Dạ. Rồi hồi đó hình như cũng thường xuyên mình giật giật chơi chơi được, còn giờ bỏ lâu mấy đứa lại bất ngờ nó kia nói mấy trúng không nữa. Thì coi như đó là cái trao đổi nhau rồi vui thôi, giúp vui thôi. Hiện nay thì chú làm cái công việc gì để sinh sống hay chú ha? Hiện bây giờ thì cũng nói mấy cháu luôn, cái kinh tế thì hơi đuối, dùng từ đuối đấm đuối, vì có thằng công đất trước mà làm cũng nổi, giao cho mấy đứa cháu nó làm. Rồi hàng năm vậy nó cũng chia sẻ chút ít thôi chứ không nhiều. Còn trước mình còn đương thời là chuyên về chụp ảnh dịch vụ đám cưới hỏi. Bây giờ mình không có tiệm chụp hình.
rồi mấy cái tiệm lớn người ta bao trọn gói mình cũng từ xương ế đó. Rồi bây giờ thích nhất là coi như là bên mình làm bên chụp ảnh nghệ thuật rồi báo chí nữa, rồi cũng đi du lịch rồi để đắp đổi qua ngày thôi, chứ đó nó không phải là tránh. Cho nên tóm lại là cái kinh tế đuối lắm, nhưng mà thích đi nhiều. Thu nhập ổn định là như thế nào chú ha? Có nghĩa là nếu mà không ổn định là thấy mình có một cái cơ sở nào không đó. Ý con nói hiện nay thu nhập, con nhầm là hiện nay thu nhập của mình là bình quân mỗi một tháng là bao nhiêu? Không có nói được. Không nói được à? Nó bấp bênh. Bấp bênh. Còn ví dụ như đi tour du lịch thì 2-3 tháng là con tour rủ bà con đi chơi đó, thì đâu có lời lớn thì chơi vui thôi. Còn ví dụ như viết báo lâu lâu cái hình ảnh báo chí thì những bút 100-200 cũng không đủ gì. Nó nghèo lắm, nghệ sĩ là nó vậy. Nó được cái tinh thần đó, chứ thật ra cái cơ sở vật chất này đa số anh em văn nghệ sĩ thì cái kinh tế nó hơi thấp, nó không được. Chú đã từng có một cái thời gian sống một cái cuộc đời đáng sống. Chú đã từng thực hiện được những cái ước mơ của mình, thực hiện đặt chân đến những cái vùng miền khác nhau của Việt Nam. Chú có tâm sự với con rằng là chú đã từng đi Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế. Thì qua một cái khoảng thời gian nó dài như vậy đó, thì đến thời điểm bây giờ thì chú có cảm thấy mình đã thỏa nguyện cái ước mơ của mình vào cái thời điểm này chưa? Mặc dù chú đi hơi nhiều nhưng mà thật ra cũng còn muốn đi nhiều chỗ lắm. Thí dụ như giờ mấy cái đảo Lý Sơn, đảo Nam Du mình chưa đi, mình cũng muốn đi cái. Chứ mình đi coi như với phần mình miền Bắc thì mình chỉ đi mấy tỉnh phía Tây Bắc thôi. Ví dụ Cao Bằng, Lạng Sơn được á. Chứ còn mấy bên kia Đông Bắc mình chưa có đi. Chứ mình đi cũng nhiều mấy điểm nóng Việt Nam, đi cũng nhiều. Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Hạ Long, Sapa, rồi Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bà Nà Hiêu, Hội An, rồi Kon Tum, Lê Cu, Ba Mê Thuột, Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo, Vũng Tàu, Nha Trang, được đi cũng nhiều, Cà Mau được đi nhiều. Con, nhưng mà còn số chưa đi được. Con cũng nghe nói là chú đi tới một cái địa điểm nào đó là chú sáng tác ra một bài thơ đúng không chú? Cái đó cũng như là mình làm như nó thơ thì không bằng ai tới, nhưng mà tại mình khoái là cái mình làm nhiều khi làm trật dần trật đêm cũng không hay, nhưng mình nghĩ sao mình nói vậy đó. Chú có thể đọc được một bài thơ nào cho tụi con mọi người cùng thưởng thức ha? Cũng như đi ra ngoài ra cái Hà Giang, Lũng Cú là Hà Giang ha. Dạ. Lũng Cú Hà Giang cũng làm được bài thơ để cứ tựa là cột cờ tổ quốc. Cột cờ tổ quốc. Mà đêm đó mình ngủ ở tại thị trấn Đồng Văn. Dạ. Thì mình có làm sáng đêm đó hình như không ngủ được, bị mình nôn. Họ mới coi cái cột cờ nó làm sao, bị giáp ranh với mình Việt Nam và Trung Quốc á. Cho nên mình cũng ước mơ đó, cho nên trong cái đoàn đi thì mấy anh em là có cái chương trình đi đó. Cho nên đêm đó nhìn nó rạo rực, nó nôn, không có ngủ được. Cho nên mình có làm một bài thơ là để cái tựa là cột cờ tổ quốc, là Đồng Văn đêm trăn trở bởi ấp ủ ước mơ, mong được đến cột cờ nơi tuyến đầu tổ quốc, Lũng Cú cao chất ngất, lộng gió vút trời mây, quốc kỳ đỏ tung bay, cho đất nước đêm ngày quang bài ca hùng tráng. Quá hay. Cảm ơn chú đã tặng cho tụi con một cái bài thơ. Nói chung là vẻ đẹp của đất nước của Việt Nam mình á, chỉ qua những cái phần thơ, qua những cái lời kể thôi thì nó không có cảm nhận được hết được. Và để cảm nhận hết được thì chính bản thân của mình đặt chân đến đó, và mỗi người nó đều có một cái cảm nhận riêng. Đối với bản thân chú là một nhiếp ảnh, một nhà thơ, thì chú thích cái cảnh non nước hữu tình, những cái cảnh mà nó hùng vĩ. Còn đối với những người mà họ thích sự ồn ào, nó náo nhiệt, thì họ sẽ chọn những cái thành phố như là Đồng Văn ở Hà Giang chẳng hạn. Nhưng mà cảm ơn các chú nhiều đã giới thiệu cho mọi người, cũng như là những người mà kiều bào ở nước ngoài á, họ có cơ hội để mà tìm hiểu về những cái nét đẹp độc đáo của Việt Nam đó. Còn đây nếu đặc biệt mà thí dụ như mấy chị em nào ở xa lại mới đến Bến Tre đó, thì phải nói là 160 mấy xã phường Bến Tre chúng tôi đều biết hết, và các điểm du lịch hình như chúng tôi đã đi qua hết. Nếu các bạn nào có đến ghé dừng chân đến Bến Tre mà có yêu cầu để mà hướng dẫn thì chúng tôi sẵn sàng để mà hướng dẫn các bạn đến từng nơi ở quê hương Bến Tre chúng tôi. Mà cái đó không có tính tiền hết nha, mình chỉ vui vui thôi. Để nhiều khi các bạn đến đây xa cũng không biết cái món nào ăn cho ngon, Bến Tre có gì ngon, ở vùng đất nào ngon, khu du lịch nào nó bình dân nha, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đến quê hương chúng tôi ở Bến Tre để mà tham quan ở từng nơi hết nếu có cầu. Và phần đó chúng tôi không có kinh doanh, không có lợi nhuận gì hết. Và điển hình là hôm nay thì Bùi Hồ với lại Đạt Đồng Tháp đến đây thì chú cũng đã đãi đặc sản của Bến Tre ngay tại Châu Thành này, đó là
sầu riêng, và thậm chí là chú còn mua cho một xe để mà chất ở trên xe luôn cô bác quý anh chị. Chú là một người tour guide thực sự, tour guide đúng nghĩa về giới thiệu du lịch văn hóa. Và ngày hôm nay thì có dịp về đây con gặp chú, mặc dù là tuổi cũng đã xế chiều rồi, nhưng phải nói là vang bóng một thời ha chú ha. Những cái lưu niệm của chú nè, những cái tài năng của chú nè, và những cái nghệ thuật ở trong người của chú nó vẫn còn nung nấu và ấp ủ. Và điển hình thì để trước khi kết thúc đoạn clip này thì Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác quý anh chị một cái tác phẩm nghệ thuật của chú Hồ Ngon, nhiếp ảnh gia Tắc Kè. Đó là tác phẩm Lão Nông được chú chụp cách đây hình như là 2009 đúng không chú hả? 2009 được giải FIAP của quốc tế, trong đó là có 60 quốc gia tham gia, thì chú được giải nhì. Và cái tác phẩm đó cũng đạt giải của Mỹ luôn cô bác quý anh chị. Và mời cô bác quý anh chị qua đây ha. Đây là một trong những cái tác phẩm mà chú gần như là dành cả một cái cuộc đời tâm huyết của mình để đặt vô cái tác phẩm này. Đây, đây là một cái tác phẩm Lão Năm của chú. Ngoài ra thì những cái biệt tài của chú chỉ là để giải trí, giây phút thư giãn, để cho chú giữ được cái tâm hồn nghệ thuật của mình. Cái công việc của chú hiện nay là làm tour guide ngắn ngắn nhỏ nhỏ cho bà con địa phương thôi, với giá rất là hời luôn. 90 tuổi rồi nhưng mà chỉ như là nhìn chú trẻ như là 50 thôi. Vì đó là những cái chất hài, những cái tố chất của những người nghệ thuật là như vậy cô bác quý anh chị. Và kết thúc đoạn clip này thì chú có muốn nói về chia sẻ gì với cô bác quý anh chị thêm không? Thì nhân sẵn cái clip này thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, là cũng mong rằng tất cả mọi người sống vui, sống khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chia sẻ lại một lần nữa với cô bác quý anh chị, đó là những cái thước phim, đây là cái thước phim mà Bùi Hồ cùng với lại Đạt để chia sẻ cho cô bác quý anh chị, nhằm mục đích duy nhất là giải trí sau những giờ lao động mệt mỏi. Và muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị một người chú Hồ Ngon, một nhiếp ảnh gia có một cái năng lượng tuyệt vời ở cái tuổi 70. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau về Bến Tre ha.